Hello các bạn, hôm nay nhà mình thức sớm để đi vườn hái strawberry, là hái dâu, làm trải nghiệm hái dâu. Nếu các bạn nào xem mà thấy thích thì bấm nút like, subscribe và để thêm phần comment ở dưới đây cho mình biết. Nếu các bạn muốn xem cái gì tiếp nữa trong tương lai thì cho mình biết luôn nha. Ok, hôm nay mình đi hái dâu nha, chỗ đó rất là vui để trải nghiệm hái dâu hôm nay. Còn mấy mẹ nhà bên kia nó tí nữa ra, bây giờ đang tha xong đánh phấn ở trong đó, nó tí ra tới giờ. Nếu xem mày thấy thích thì nhớ subscribe cho mình nha, bấm nút like luôn. Thank you. Các bạn, hôm nay gia đình mình đi trải nghiệm vườn dâu ở Plant City, Tampa, Florida. Chỗ này nó gọi là Spivey Farm, nằm ở đường South County Road ở Plant City. Để một tí nữa mình để cái địa chỉ, với các bạn nào muốn thích trải nghiệm vườn dâu như thế này thì nhớ tìm tới địa chỉ này nha. Hàng năm khoảng chừng cuối tháng 3, đầu tháng 4 thì cái vườn này nó sẽ mở cửa cho người ta vô. Mình vô đây mình chỉ vô mình đi tìm những trái dâu mình thích. Nếu nào mình thích mình ăn thì vô tư, thì không có trả tiền. Còn nếu mình mua mình đem về thì họ sẽ tính tiền cho mình, mà với một cái giá rất là rẻ. Coi dưới ngoài mình đi chợ mình mua về mình ăn. Thì nếu các bạn xem mà thấy cảnh thích cái trải nghiệm như thế này thì các bạn nhớ subscribe cho mình, cho mình một nút like để động viên cho mình làm những video xuất sắc hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn nhiều nha, nhớ subscribe. Thì cái vùng này nó có nhiều vườn dâu như thế này, trong phải một cái vườn thì không, có nhiều chỗ lắm, mà chỗ này trong một địa điểm gia đình mình thường đi trong hàng năm để hái dâu về ăn. Thì đi trải nghiệm năm nào chỗ này đi chụp hình trải nghiệm rất là vui. Khủng khiếp quá mà không biết à. Chắc lái hơi lười vậy. Ở bên này trái nhiều bên kia nhiều. Bên kia nó lết nét hết trơn. Yeah, go pick your own fruit. No, this one. Huh? Make sure there's no rotten spot. Oh, this one's bad here. See, you can put it back here so people can pick and then use it for something else. They can make the juice. Why? I'm gonna count how much I have. Yep. Pick the good one. Get over to the car. What are pretty and like?
Okay, so show your tray. Ooh. Don't step on the strawberries. Why are you scared? Natalie, say hi. Hi. Am I weak? What? What are you talking about? Ooh, look at the strawberries. Yeah, I picked all, like not all of them, but we picked this one. Yeah, like wait, which one is mine? So that's yours. This is mine. And then I have a full of them. Yeah, those are sunflowers right there. See? Nicole, say hi. Let's see how much strawberries you got. Come over here. Let's see. Ooh, you got a lot. Take a new one. Take that one. I'll put some of mine in here. Yeah, put those in there. You can use these. I don't want them. So whippy. Not so. Like a little. Guys, look, there's a bomb in the drone. Yeah, he has a drone. He's gonna fly. So we're walking back, like all the way back. Yeah. We're not like all the way back, because I think that's the owner over there. Yeah, maybe not all the way. They're working on this. But half back. Because those are where the good strawberries are. Yeah. Oh. Yeah. This one. That's a good. Okay. Okay, now I'm gonna put this in the basket, so let's go. Does it look good? So, what? You're half full. Okay. Okay, it's right over there. We have three? So it's this strawberry. Okay. Let's go. Let's go get more. Let's go over here. Oh, it's right there. So we got a lot. We only got like a little bit, but like in the basket, we got a lot over there. Ooh. Okay, so we got two again. Natalie, I got some more. You want to hold the camera? I'm so thirsty. Can you help me look for Uncle Billy? I don't know where Uncle Billy is. Mm-hmm. Okay, let's go, guys. Lost in something, man. Okay. Đó. Nhưng mà trái nó trồng dâu, nó để trên cái... Nó để dành cái, nó có cái lớp trải á, thì dâu này chỉ ra trái nó nằm vậy thôi. Rồi bà con vô đây đấy, ra tính tiền đem về. Thì hái dâu người ta quên cả linh hồn luôn, mà không biết giờ đường quên cả lối về luôn á.
Con kêu nghe qua đây thôi, con nghe đâu đi đâu xa xa vậy. Con nghe muốn cũng dâu ngon thì đi xa tí vậy thôi. Ừ, to bự fresh, trái nào trái nấy bành bành không à. Dâu này coi bằng ngon, dâu địch thiên hạ luôn á. Thấy bà con không? Bà con mi kìa, miệt mài hái bà quên cả đường về hết chưa. Ê, ngon khủng khiếp không? Không. Kêu con nghe đi qua đây, con nghe hỏi sao xa vậy? Qua bên hái thử. Nó lỡ rồi đây cũng hay. Đó. Sắp đẹp luôn. Trời ơi, năm rồi mua có 10 mấy đồng hả thấy à? Mua cho 4 5 cây gì phải không? Cây bự lắm, không phải cây nhỏ nhỏ vậy đâu. Hôm nay mình biết mình đem ba bốn cây cần xé thì mình hái hả? Việt Nam ham to với tham lam. Ăn có bao nhiêu mà hái gì chứ khủng bố luôn. Thôi làm mất thì ăn được. Chén mì. Nhiều quá chừng nhiều. Giờ bà trời nắng lên thấy bà con vô đông không? Con vô đầy chứ rồi đó. Xe đậu rồi. Hôm nay gia đình mình đi hái dâu ở đường South County Road ở Plant City. Cái vườn dâu này họ cho người ta vô tự hái. Rồi mình ăn nhiêu ăn. Mình hái xong rồi đem về, cái nào mình đem về mình trả tiền vậy thôi. Rất là nhiều trái. Để mình cho các bạn xem, trái nhiều lắm. Nhiều lắm, đây nè. Rồi bên đây. Trái bự bự quá chưa. Nè trái nè, nó treo. Mọi người đeo toàn đen đầy hết chứ. Chứ mình lựa cái trái nào mà bự ngon mình hái đem về thôi. Rất là nhiều. Nha. Yeah. Các bạn thấy không? Trời ơi, trái ngon. Thấy không? Tươi xanh bự. Mà cái giá nó rất là rẻ nha, chứ không phải là mắc nha. Giá rẻ lắm. Là nhiều luôn. Nào cái mình hái cái đem về đem ra mình trả tiền thôi. Rẻ lắm. Năm nào thì gia đình mình cũng đi chiếu một lần phải không? Vậy đầu cái mình hái dâu về. Ăn tươi có, làm smoothie có. Rồi mấy đứa nhà nó làm giống như dạng ché ly á. Như trái nhựa. Đây nè. Đó, mình chỉ lựa trái nào ngon ngon mình hái cái này cho. Trái ngon cũng có, trái mần đông nó thấy trái thúi chứ không có, tụi kia nó đem về nó làm giống như chuối, nó làm nước chuối sinh ra tao nó bán á. Đó rồi này. Yeah. Trời cũng quẻ không? Thấy ngon tàn nhẫn không? Sí. Spivey, thấy kêu bằng Spivey Farms. Strawberry Spivey Farms.
Nên ở đây mình chỉ hái rồi đem về mình à. Để ăn vô tư, ăn thì không trả tiền nghe các bạn. Vô cổng cũng không trả tiền luôn. Nhưng có một cái là mình hái nhiều mình đem về mình trả tiền nhiêu thôi. Giá rất là rẻ, bao năm rồi mình mua có mười mấy hay cho 15 16 đồng gì mà nó quất cho 3-4 cây tổ bố. Mà ăn đâu giờ hết đâu, về nhà toàn là làm mấy cái jelly để chét bánh mì á. Con đi. Này, này nguyên cái cây đó. Hả? Hả? Chụp hình phải không? Ok. Một tấm thường với tấm portrait. Portrait nè. Close rồi đấy. Mày ăn đi nhiều nữa mà hái cũng khiếp. Hôm nay không ai kêu em về. Ờ để chắc để lên trước cho em ngồi đi nha. Hả? Để dưới được không? Để dưới ghế được không? Khi ghế mà lấy cây nhỏ với cây bự như lại để. Ồ để nghe được mà. Thôi dập. Dập không? Dập. No, không dập đâu. No. Dập. No. Dập. No. Dập đẹp em, cái này nó nặng lắm. Nặng lắm hả? Dạ. Nặng chơi qua đây. Cảm ơn ba lấy cho em cây nhỏ. Ồ oh, yeah. Nữa. Ôi dạ, nặng lắm. Rồi chơi vô đó em, bì. Được. Sao đổ chim không? Sao em ba chụp em coi hình như này? Ồ. Lên bô nữa, lên thêm bô nữa ha. Đây về nhà để khoe chiến tích. Giờ đang khoe chiến tích. Rồi. No, I can't eat with that. We are not McDonald's people. It's nhiêu? 15 đồng. 15 đồng hả? Yeah. Ừ, mẹ 15 đồng, ông lo mắt. Mời mắt, đi ra tiệm mua một dĩ là hơn 15 đồng. Ở Sam Club ở một dĩ 15 đồng rồi. Mà cái dĩ nhỏ ra đâu, bự gì đâu. Small man, it's like a little box. Mình đi hái. Tại công sức của mình. Lựa ra mấy cái giật đó là giật là bức, yes. Thế làm jelly. Jelly? Oh, that's a good idea. It's jelly. No, oh, no. Jelly. Jelly á, jelly cái loại mà làm mày làm mất cũng được, mày làm biếu thì làm mất cũng đâu, không biết làm mất thì làm jelly chứ cũng sinh tố. Ồ, sinh tố nữa. Cô Vy nấu nước, giống như năm rồi ấy, cô Vy. Strawberry, ăn strawberry smoothie. Ăn chú sả.
Yes. Lần anh đi là anh mua là năm sẽ bịch rồi. I buy a lot. Để em ép vô cho anh ba kìa. Nè, không thấy thằng người kia nó đâu dám ra đâu. Người không lái mà cũng biết. Nó chiếc nè nha. Nè, nó nói chưa. Ai dám chạy chỗ này. Nó hỏi rồi đó. Còn bên đây giống qua hỏi này. Qua đây, qua đây. Crazy Asian guy. Latino guy. He's flying like crazy. Shit.